chưa chưa để mở ở sao nó bị cái gì nó xuống luôn mất rồi. Bị cái gì nữa là nó đang rồi rồi thấy rồi thấy rồi. Cáo đi em. Dạ vâng ạ. Dạ em chào thầy, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em xin thay mặt cho nhóm 3 IK17C trình bày về chuyên đề đọc X quang chấn thương xương khớp tứ chi ạ. Về phần đầu tiên thì là nguyên tắc cơ bản chỉ định phim X quang xương khớp. Thì chúng ta cần đánh giá cấu trúc gì? Ở trên phim X quang thì phát hiện tốt nhất tổn thương về xương khớp sụn như là hẹp khe khớp, gãy xương, bán chạch chạch khớp. Cần chụp tư thế nào? Thì chụp tư thế chính xác sẽ giúp phát hiện tổn thương tốt hơn. Nguyên tắc cơ bản để chụp hai tư thế tốt nhất là vuông góc với nhau, thường là phim thẳng và phim nghiêng hoặc là có thêm phim check ạ. So sánh hai bên và phim trước đó, cần đối chiếu lâm sàng và phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như là siêu âm CT, MRI để bổ sung thêm thông tin và để xác định chẩn đoán. Về tính an toàn thì thủ thuật này tiếp xúc với lại tia X nên là cần phải cân nhắc các nguyên tắc về an toàn phóng xạ, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và người trẻ đối với những vùng nhạy cảm như là tuyến giáp, vú, cơ quan sinh dục. Chỉ chụp X quang cho phụ nữ có thai khi nghi ngờ là gãy xương chậu. Về phần tiếp là các nguyên tắc cơ bản đọc X quang xương khớp thì chúng ta cần kiểm tra thông tin bệnh nhân và xương X và trên phim X quang có trùng khớp hay không. Tư thế ngày chụp hướng phải trái đã đúng hay chưa? Và chúng ta cần nhớ đến quy tắc số 2, đó là hai mặt phẳng, thẳng và nghiêng, hai khớp là trên và dưới, hai lần để theo dõi tiền phẫu và hậu phẫu ạ, hai bên để đối chiếu ạ. Về chất lượng phim thì chúng ta xem chất lượng phim đã tốt hay chưa, góc tư thế chụp tốt hay chưa, đánh giá cường độ tia và sự cân bằng của phim, sự cân đối của phim. Cũng cần đánh giá tư thế bệnh nhân và vùng cần khảo sát. Đối với phim chụp tốt thì có độ tương phản rõ giữa xương và mô mềm, đôi khi có thể nhìn thấy được các bè xương ở đầu xương. Mô tả bất thường bằng ngôn ngữ đơn giản, ví dụ như tên xương cụ thể, ví dụ như xương chày phải, và mô tả vị trí tổn thương, ví dụ như đoạn gần, đoạn giữa, đoạn xa hay là phần chòm cổ thân xương, vỏ hay là tủy xương để tiếp cận một cách hệ thống như là xương khớp sụn, mô mềm. Thì đối với xương thì chúng ta tiếp cận trục của xương là sự thay đổi vị trí gợi ý gãy xương hay là chạch khớp. Vỏ xương thì ta lên dò theo bờ của mỗi một xương để phát hiện sự mất liên tục vỏ xương gợi ý đến gãy xương, viêm khớp có bào mòn xương, phản ứng màng xương. Tổ chức xương thì có sự thay đổi đậm độ hoặc là mất liên tục trong cấu trúc xương, có thể gợi ý đến bệnh lý khớp và sụn khớp. Phải đánh giá cẩn thận khe khớp để phát hiện những thay đổi như là hẹp khe khớp do tổn thương sụn khớp, hoặc là vôi hóa sụn khớp, hoặc là tạo xương mới như là gai xương trong thoái hóa khớp. Về mô mềm thì tổn thương các mô mềm có thể thấy phần mềm chiếm diện tích to hơn bình thường và cản tia nhiều hơn, hoặc là trong phần mềm đó có bóng hơi do vết thương hoặc là do dị vật cản quang. Để đánh giá tất cả các tư thế chụp so sánh hai bên phim X quang trước đó kết hợp với lâm sàng phương pháp thì chuẩn đoán hình ảnh khác nữa. Phần tiếp là các thuật ngữ mô tả giải phẫu xương. Thì ở đây chúng có đưa ra là hai xương dài X quang của trẻ em và người lớn thì đều gồm có các phần cơ bản như là đầu xương, hành xương, thân xương. Thân xương thì thường sẽ được chia ra thành 1/3 trên, giữa và dưới. Đối với nệm xương của trẻ em thì có thêm phần sụn tăng trưởng ạ. Nó nằm giữa đầu xương và hành xương, chịu trách nhiệm chính cho việc phát triển chiều dài của xương cũng như chiều cao của cơ thể, và sẽ được cốt hóa vào một độ tuổi nhất định tùy từng xương. Ví dụ ở đây thì là sụn tăng trưởng của xương chày sẽ được cốt hóa vào năm trẻ 10 đến 13 tuổi và sẽ hoàn thành cốt hóa vào năm 19 tuổi. Phần tiếp theo là giải phẫu X quang xương bình thường.
thì chúng em có đưa ra là có xương X quang bàn tay phim thẳng. Thì trên hình thì thấy có các xương đốt bàn ạ. Có xương đốt ngón thì gồm có đốt ngón gần, đốt ngón giữa và đốt ngón xa. Có các khớp như là khớp cổ bàn, khớp bàn ngón, khớp gian đốt gần và khớp gian đốt xa. Tiếp đến là X quang cổ tay, phim thẳng và phim nghiêng ạ. Thì đối với phim thẳng thì chúng ta có thể trông thấy là có xương quay và xương trụ. Còn xương đốt bàn thì xương cổ tay thì có hai hàng tính từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong lần lượt theo thứ tự là thuyền, nguyệt, tháp, động, thang, thi, cả móc. Về khớp thì có thể thấy là khớp quay cổ tay, khớp quay trụ dưới. Ở bên phim nghiêng thì chỉ quan sát thấy một số xương như là xương quay, xương nguyệt, xương thuyền, xương cả, xương đậu và xương thang. Tiếp theo đến phim X quang khuỷu tay ạ. Thì ta thấy có đầu dưới của xương cánh tay, có đầu dưới thì đầu dưới của xương cánh tay thì chúng ta quan sát thấy có chỏm con và dòng dọc ạ. Đầu trên của xương trụ thì có mỏm khuỷu và mỏm vẹt ạ. Và thấy có đầu và cổ của xương quay ạ. Đối với phim nghiêng thì chúng ta có thể quan sát rõ hơn về mỏm khuỷu và mỏm vẹt ạ. Và còn chỏm con và dòng dọc thì hai đường ấy chồng lên nhau ạ. Đối với phim X quang xương vai thì chúng ta thấy có mỏm cùng vai, mỏm quạ, khớp ổ chảo cánh tay ạ. Xương cánh tay thì có thấy củ lớn và củ nhỏ của xương cánh tay và đánh giá được cả xương đòn. Trên phim X quang tiếp thì là xương chậu. Thì chúng ta có thể thấy màu chậu, gai chậu trước trên, gai chậu trước dưới, ngành trên xương mu, ngành dưới xương mu, lỗ bịt, ụ ngồi, khớp cùng chậu và khớp mu, thấy ổ cối. Về xương đùi thì có chỏm xương đùi, cổ xương đùi, mấu chuyển lớn, mấu chuyển nhỏ, có thể đánh giá được cả xương cùng và xương cụt. Về X quang tiếp theo là khớp gối ạ. Thì chúng ta có thể thấy đầu dưới của xương đùi và có xương bánh chè. Ở đầu dưới xương đùi thì có lùi cầu ngoài và lùi cầu trong ạ. Giữa hai lùi cầu thì có khuyết gian lùi cầu ạ. Đầu trên của xương chày thì có mâm chày, có gò gian lùi cầu ạ. Bên xương mác thì thấy đầu và cổ của xương mác ạ. Phim tiếp là phim X quang bàn chân ạ. Thì lần lượt theo thứ tự là số 1 là mắt cá trong, số 2 mắt cá ngoài, số 3 là xương sên, số 4 là xương gót, số 5 là xương ghe, số 6 là xương hộp, số 7 là lèn xương đốt bàn 5, số 8, 9, 10 là xương chêm ngoài, giữa và trong, 11, 12 là xương vừng, 13, 14, 15 là thân cổ đầu của xương đốt bàn, 16 là khớp bàn ngón, 17, 18, 19 là xương đốt ngón gần giữa xa. Phim X quang tiếp theo là khớp cổ chân. Thì ta có thể thấy là xương chày, đầu dưới xương chày và xương mác, thấy có mắt cá trong và mắt cá ngoài. Có xương gót, xương sên, xương ghe, các xương chêm, xương hộp. Đánh giá được các khớp như là khớp chày sên, khớp chày mác, khớp mác sên. Về phần tiếp theo là đến X quang gãy xương ạ. Thì để nhận biết gãy xương trên phim X quang thì chúng ta cần đánh giá là có đường sáng hay đường thấu quang màu đen đi qua xương là mất hình thái bình thường, có thể dễ nhận biết mất tính liên tục của vỏ xương, giải tăng đậm độ do lún xương hay là khép hình chiếu, kèm theo có sưng lè mô mềm. Thì ở đây nhóm em có đưa ra một số hình X quang để làm rõ. Thì hình quang đầu tiên là gãy xương đùi, di lệch chồng ngắn, có dấu hiệu là đường tăng đậm độ ngang qua cổ xương đùi do sự chồng xương tại vị trí gãy, có mất liên tục vỏ xương. Hình X quang thứ hai là mất liên tục vỏ xương và có đường thấu quang đi qua đầu dưới của xương mác, có sự sưng lè ở phần mềm che phủ ở mắt cá ngoài.
Hình tiếp theo là có mất liên tục và mất hình thái bình thường của đoạn 1 phần 3 dưới, thân xương chày và xương mát. Qua phần tiếp theo là những tổn thương không phải gãy xương. Thì ở đây chúng em có đưa ra là có mảnh xương phụ hay còn gọi là xương vừng và lớp gấp da. Thì đối với mảnh xương phụ có đặc điểm là sự biến đổi giải phẫu thường gặp. Chúng được đặc trưng bởi dạng tròn và đều, nằm cạnh khớp. Chúng khác với lại mảnh xương gãy, trong khi mảnh xương phụ có vỏ xương đều nhẵn bao quanh tất cả các phía thì mảnh xương gãy thường có một cạnh bờ không đều, sắc và không có vỏ xương, chính là vị trí của gãy. Đối với lại lớp gấp da thì có thể thấy một cái đường sáng trên phim X quang tương tự như đường gãy xương, tuy nhiên là cái chiều dài của đường sáng này thường sẽ kéo dài quá bờ xương, vì thế nó sẽ không thể là một đường gãy xương. Phần tiếp theo của nhóm em là miêu tả tổn thương gãy xương. Thì chúng ta cần miêu tả là tên xương bị gãy, vị trí bên trái hay bên phải của bệnh nhân. Ký hiệu trên phim X quang thường sẽ là R hoặc là L, luôn được in trên phim để chỉ ra xương bên phải hay bên trái của bệnh nhân. Và đánh giá là vị trí của đường gãy, số mảnh gãy, có thể là gãy đôi hay là gãy vụn. Khi mà có nhiều mảnh gãy thường sẽ dùng thuật ngữ là gãy nhiều mảnh hoặc là gãy phức tạp. Hướng của đường gãy. Tiếp đến sẽ là gãy không hoàn toàn. Đối với gãy không hoàn toàn thì là xương chỉ bị tổn thương ở một phần, không mất hoàn toàn tính liên tục. Gồm có các loại như là gãy lứt, gãy dập, gãy lún, gãy phình vỏ xương, gãy tạo hình, gãy cành tươi. Thì chi tiết của từng loại gãy là đối với gãy lứt thì vết lứt chỉ ở một phía của vỏ xương. Về gãy lún thì loại gãy xảy ra ở đầu xương xốp, các xương bè bị các bè xương xốp bị lún ép lại dưới tác động của một lực nén ép, ví dụ như là lún thân đốt sống hay là lún mâm chảy. Đối với lại gãy tạo hình thì không thấy đường gãy, chỉ thấy xương cong nhiều hơn. Về gãy cành tươi thì thường gặp ở cẳng tay, xương cong ra trước khi gãy và mảnh xương chưa đứt rời. Gãy cành tươi nằm ở bên trong của màng xương. Về gãy không hoàn toàn thì xương gãy mất hoàn toàn tính liên tục. Và chúng em có đưa ra là gồm có gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn, gãy có mảnh thứ ba hay là gãy cánh bướm, gãy nhiều mảnh hay là gãy lát, gãy dọc và gãy hai tầng. Đối với gãy ngang thì đường gãy nằm ngang tạo cái trục thân xương một góc là 90 độ. Loại gãy này thường gặp do lực tác động trực tiếp vào xương tạo lên một lực bẻ hoặc là gặp trong các bệnh lý. Đặc biệt là loại gãy này thường là gãy vững, khó lấn chỉnh. Nhưng mà khi mà lấn chỉnh thì ít bị di lệch thứ phát. Đối với gãy chéo thì gãy xương nằm chếch tạo với lại trục xương một góc nhọn. Loại gãy này thường do cơ chế gián tiếp với lực xoay. Đặc điểm của loại gãy này là không vững. Các đầu gãy có xu hướng bị trượt đi, lấn chỉnh dễ nhưng mà khó giữ cố định, dễ có thể dễ di lệch thứ phát. Đối với gãy xoắn thì đường gãy xoắn vặn như là vỏ đỗ thường gặp ở các cơ chế gián tiếp với lực xoắn vặn. Các đầu gãy thường là sắc nhọn, dài, rất là khó lấn chỉnh, khó giữ cố định và dễ gây di lệch thứ phát. Về gãy có mảnh thứ ba hay và gãy nhiều mảnh thì đều có đặc điểm chung, đó là mảnh gãy, nếu mà có mảnh gãy to có thể ảnh hưởng đến sự vững của xương. Về gãy dọc thì đường gãy theo trục dọc của xương, một kiểu gãy chéo dài. Về gãy hai tầng thì có hai ổ gãy cách nhau một ống xương, nếu như ống xương bị chảy dọc thì là loại gãy nhiều mảnh. Chú ý là các đầu ở đầu xương thì có nhiều đường gãy hợp lại như gãy hình chữ T, V, I, phải chú ý xem cái đường gãy đó có phạm khớp hay không. Về di lệch thì khi mà miêu tả sự di lệch thì luôn dựa vào sự di lệch của mảnh xương ở đầu xa ổ gãy, xác định sự di lệch của mảnh xương này so với lại vị trí trước đó, trước khi gãy. Về tư thế giải phẫu là tư thế chuẩn để làm mốc miêu tả sự di lệch, gồm có các loại di lệch như là di lệch xa, di lệch chồng ngắn, di lệch gập góc, di lệch sang bên và di lệch xoay. Đối với di lệch xa thì các đoạn gãy di lệch dọc trục và rời xa nhau, gọi tắt là di lệch xa. Về di lệch chồng ngắn thì các loại di lệch làm các đầu xương gãy di lệch chồng lên nhau, làm cho chiều dài của chi bị ngắn đi so với bình thường. Về di lệch gập góc thì trục của đoạn gãy trung tâm và đoạn gãy ngoại vi di lệch tạo thành một góc.
Góc di lệch là góc tạo bởi vị trí bị lệch đi của đoạn ngoại vi ạ, với vị trí ban đầu của nó. Về cái góc mở thì được tạo bởi cái trục gãy của đoạn ngoại vi so với lại trục đoạn gãy trung tâm. Về di lệch sang bên thì đầu gãy ngoại vi có thể ra trước, ra sau, vào trong hoặc là ra ngoài so với lại đầu xương gãy trung tâm. Mức độ di lệch sang bên được đánh giá theo các mức độ như là một vỏ xương, lửa thân xương, một thân xương hoặc là trên một thân xương. Về di lệch xoay thì đoạn ngoại vi di lệch xoay quanh trục di lệch này có thể nhận biết trên phim X quang bằng cách là so sánh tư thế của đầu gãy trung tâm và đầu gãy ngoại vi. Chú ý là một xương gãy có thể có một hoặc nhiều thể di lệch. Sau đây thì em xin đọc một phim X quang với đầy đủ các phần mà em đã trình bày ở bên trên. Thì đầu tiên là phải kiểm tra phần hành chính. Phim X quang cẳng chân trái thẳng và nghiêng của bệnh nhân Võ Văn Nhật chụp vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Về đánh giá cường độ tia thì đạt chuẩn, thấy rõ được sự khác biệt giữa xương và cấu trúc mô mềm. Về kỹ thuật thì trên xương, trên phim này thì em thấy chưa đạt chuẩn vì không thấy rõ được hai khớp là khớp gối trái và khớp cổ chân trái. Mô tả tổn thương thì đối với phim thẳng thì cho hình ảnh gãy chéo, di lệch sang bên vào trong một vỏ xương tại vị trí 1/3 giữa xương chày trái, gãy chéo tại vị trí 1/3 trên của xương mát trái. Trên phim, ở phim nghiêng thì cho hình ảnh gãy ngang, di lệch ra sau một vỏ xương tại vị trí 1/3 giữa xương chày trái và gãy chéo 1/3 trên xương mát. Phần cuối cùng là về chạch khớp thì phim X quang xác định được các loại chạch khớp như là chạch khớp hoàn toàn, bán chạch và gãy chạch. Về chạch khớp hoàn toàn thì các mặt khớp không còn nhìn thấy nhau, di lệch nhiều. Bán chạch thì các mặt khớp di lệch không hoàn toàn, có hình ảnh khe khớp không đều. Gãy chạch thì là chạch khớp kèm theo gãy xương tại ổ chạch khớp. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết ạ. Em cảm ơn thầy, anh chị và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Rồi một bài cũng tương đối là đầy đủ, rõ ràng. Rồi, các bạn có hỏi gì không, thắc mắc gì không? Bạn lớp khác đi. Em lớp khác đi cho ý kiến coi cái này nó còn bổ sung gì nữa hay không, hay là cần điều chỉnh gì. Em chân này lớp trưởng lớp D đi, lớp trưởng lớp D ý kiến không? Dạ thưa thầy, là em cũng thấy phần của bạn là cơ bản là đầy đủ, nhưng mà thường là hình như là cái X quang hôm nay là bạn chỉ nói là X quang xương khớp tứ chi mà trong gãy kính thôi ạ, chứ chưa nói đề cập tới cái việc là có gãy hở, là mình cần phải nói sao về cái gãy hở nữa cho nó đầy đủ bài hơn ạ. Rồi, trả lời cho bạn đi. Dạ, phần này của nhóm em thì cũng có thiếu sót ở phần mô tả về gãy hở, nên bọn em sẽ xin bổ sung vào bài và gửi cho các bạn sau. Gãy hở thì nó có khác gì gãy kính? Nếu mà đọc cái xoang thì có khác gì không? Dạ thưa thầy, là nó cũng em đọc thì em thấy là cũng không có khó gì nhiều, nhưng mà lại vẫn đây là bổ sung gãy hở để mấy bạn có cái nhìn tổng quát hơn về gãy kính gãy hở, về phân độ của gãy hở ạ.
phần độ gây hở trên ít quang mình biết cái kính gây hở không? Dạ, cho em xin trả lời bạn là em nghĩ rằng là trên ít quang thì khó mà phân biệt được là gãy kín hay gãy hở. Hơn nữa là mình phân độ mà phân độ gãy hở thì nó thợ vào lâm sàng và nhiều yếu tố khác chứ là không thể nào dựa vào ít quang riêng như vậy được ạ. Rồi cái bạn nào hỏi gãy hở thì bạn trả lời đi, nó có khác gì không? Dạ ý em là em cũng biết là nó khi mình trên ít quang thì nó không phân biệt được nhiều bằng cái lâm sàng, nhưng mà vẫn nên là em ý là em vẫn nên là bổ sung vào để cho cái bài nó vừa đủ có gãy kín gãy hở thì nó sẽ hay hơn ạ. Thật sự là nhóm Hồng cũng chưa có định hướng được là nếu mà ít quang và thêm gãy hở thì là bổ sung những phần nào, có thể gợi ý cho anh Huỳnh được không để anh Huỳnh có thể bổ sung thêm ạ? Ví dụ như là cái việc mà gãy hở nhiều khi nó sẽ có cái hình dạng cái mô mềm ở bên ngoài như thế nào? Ở các phần đó thì nhóm Hồng có mô tả ở phần gãy xương là sẽ có một vài yếu tố, chẳng hạn như là nó sưng nề mô mềm thì sẽ ra làm thế này. Thì đây là có cái hình mô tả luôn này. Tức là ngoài không chỉ riêng gãy hở thì gãy kín cũng có thể có những cái hình ảnh như vậy. Vậy thì mình cũng bổ sung thêm, nếu mà bạn trả lời vậy thì mình cũng cảm thấy là hơi làm, nếu mà không bổ sung thêm gãy hở vậy thì mình cảm thấy là nên bổ sung vào một cái mà không biết bạn của bạn mình chưa thấy, một số biến thể giải phẫu ví dụ như là có thể là gây hiểu nhầm trên cái quang, ví dụ như là có cái hình là xương vần vùng gối sẽ phân biệt với là gãy xương bánh chè hai mảnh chẳng hạn, với là một số biến thể giải phẫu á. Nhóm mình có cái phần phân biệt những tổn thương chẳng hạn như là mảnh xương phụ với xương vừng, phân biệt đến những mảnh xương gãy và các cái nếp gấp da do cái khí nó bên trong cái nếp gấp da đối với những cái đường gãy đã có ở đây rồi. Mình đọc thì mình cũng thấy, nhưng mà mình thấy là một số biến thể giải phẫu thì nó có đầy đủ hơn. Mình xin cảm ơn các bạn. Dạ, mình xin cảm ơn nghe. Có gì thì nhóm mình sẽ tìm hiểu và bổ sung thêm. Thật ra đọc X-quang thì người ta không có cần phải phân biệt cái kính gây hở đâu, tại vì trên X-quang mình cũng không phân biệt được, tại chỉ có phân biệt trên lâm sàng thôi, hoặc là lúc mình mổ thám sát gãy để biết gãy kính hay gãy hở thôi. Còn cái này, cái mục đích đọc X-quang này để mình, thứ nhất là mình chẩn đoán. Còn gãy kính gãy hở là dựa trên lâm sàng mình chẩn đoán, thứ hai là điều trị, và thứ ba là để tiên lượng. Cái mục đích của X-quang là nó hỗ trợ cho lâm sàng mình biết, thứ nhất là mình đã chẩn đoán nó là gãy xương gì, và mức độ cái xương nó gãy như thế nào để mình cho ra một cái hướng để mình điều trị. Và như vậy á thì những cái mức độ đó nó có thể ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân lành xương như thế nào. Đó. Nguyên cho bạn hỏi nè, nhờ bạn mô tả giúp mình hình ảnh khe khớp không đều, gãy trật khớp đấy à. Rồi bạn hỏi tức là mình hỏi nguyên tắc số 2 thì khi nào cần chụp hai bên. Rồi trả lời cho bạn đi. Bạn hỏi đấy, em nào trả lời đi.
Rồi em trả lời cho bạn đi. À, em như thầy thì ở đây thì chúng em có đưa ra một hình ảnh X quang về gãy chạch ạ. Thì chúng ta có thể quan sát thấy là ở cái ổ khớp thì có sự chạch của xương cánh tay của đầu cái chỏ ổ chảo của xương cánh tay cái chỏ của xương cánh tay và cái ổ chảo ạ. Và kèm theo là một cái đường thấu quang ở cái phần chỏ theo như nhóm em tìm hiểu là như vậy. Còn đâu về cái hẹp khe khớp thì em nghĩ rằng là nó có cái khe khớp đó nó sẽ không đều bình thường, là tại vì ở trên hình này, bài này của bọn em là không có hình X quang về hẹp khe khớp nên là cũng hơi khó nói. Nên được thì thầy có thể giảng giúp bọn em về cái phần hẹp khe khớp không ạ? Rồi còn câu nữa như bạn, hai bạn hỏi luôn mà còn lại. Còn bạn này hỏi gì đó? Một câu hỏi nữa là hỏi gì vậy? À, nguyên tắc số 2. Rồi nói bạn nguyên tắc số 2. Giải thích cho bạn nguyên tắc thứ hai đi. À, về nguyên tắc số 2 thì nhóm chúng em có đưa ra là mình phải so sánh là cần phải chụp là hai phim thẳng thì phải chụp là có đủ là phim thẳng và phim nghiêng đủ hai khớp để mình đánh giá trọn vẹn một cái xương bị gãy và hai lần theo dõi để mà theo dõi tiền phẫu và hậu phẫu. Còn đối với lại hai bên thì để đối chiếu bên chi lành và bên chi bị tổn thương ạ. Rồi, à, bạn trả lời như vậy thì có được chưa?
Được chưa? Được chưa? Bạn nào hỏi vậy được chưa? À, bạn hỏi là trường hợp nào chỉ định chụp hai bên? Rồi, trả lời đi, chừng nào hả? Chụp hai bên trong trường hợp nào? Bây giờ là mục đích chụp hai bên để làm cái gì hả? Trước nhất đi, mình hiểu rồi. Chụp hai bên để làm cái gì? Dạ, theo như em hiểu thì chụp hai bên để so sánh bên lành và bên tổn thương ạ. Và đúng rồi, để so sánh thì để làm cái gì trong trường hợp nào? Và cũng để đo cái chiều dài của xương ấy thầy. Trong những trường hợp mà nghi ngờ hoặc là chẩn đoán nó khó, mình nghi không biết là nó có bị hay không, tại vì mình thấy nó cũng hơi bất thường mà cũng không có rõ, chứ còn nó rõ ràng thì cũng không cần. Còn này không rõ thì mình không biết là bên kia nó có giống vậy hay không. Để so. Mục đích chụp lấy hai bên là để so sánh. Trong những trường hợp mình nghi ngờ. Nghi ngờ. Giống như đâu phải lúc nào mình cũng, cái phim nào nó cũng ra là đọc xong đâu. Có những cái mình đọc không biết là nó có cái gì hay không. Đó. Mục đích của chụp hai bên là để so sánh ha, so sánh và để mình chẩn đoán cho nó chính xác hơn. Trong những trường hợp mình nghi ngờ, mình biết là cái này nó làm sao ha, mình nghi ngờ mình cho chụp để mình theo dõi. Rồi, được chưa? Thầy trả lời như được chưa? Rồi, bạn hỏi là giúp mình là gặp góc ở vào ngoài mà ở vào trong, nói khi nào mà trong đó thì trả lời. Rồi. Đó là các bạn coi, vụ gặp góc mở ra ngoài sao, vào trong sao. Dạ thì như ban nãy là định nghĩa của bọn em có trình bày là di lệch gặp góc ấy. Thì trục của đoạn gãy trung tâm và đoạn gãy ngoại vi di lệch tạo một góc, và cái góc di lệch là góc tạo bởi vị trí của đoạn di lệch và đoạn di lệch của đoạn ngoại vi với lại vị trí ban đầu của nó. Còn ý của bạn hỏi là cái góc mở thì sẽ là định nghĩa của góc mở sẽ là góc tạo bởi cái trục của đoạn ngoại vi với lại trục của đoạn trung tâm ạ. Thì theo em nghĩ thì chúng ta cần phải dựa vào tư thế giải phẫu của bệnh nhân ạ. Ví dụ như nếu như mở ra ngoài góc và mở ra ngoài thì thường cái đầu gãy và tiếp xúc với lại đầu gãy ngoại vi và tiếp xúc với lại đầu gãy trung tâm thì thường nó sẽ là hướng vào bên trong ạ, để một cái góc mở để nó sẽ hướng ra bên ngoài. Còn tương tự ngược lại so với lại góc mở vào bên trong ạ, thì thường cái lòng bàn chân thì nó sẽ hướng vào bên trong. Như em nghĩ là vậy, còn thầy có thể bổ sung giúp em được không? Đó, bạn trả lời vậy em đồng ý không? Em bạn nào hỏi đó, đồng ý không? Dạ em hỏi ạ. Em cũng à? Dạ em hỏi ạ. Em cũng
chưa? Đồng ý không? Bạn trả lời vậy đồng ý không? Dạ, em chưa hiểu lắm ạ. Rồi cái góc mở nè, em đưa cái hình góc mở nè. Ha, mình xem cái góc mở nào lớn. Cái góc nào mà mở lớn thì nó theo cái hướng đó, là ví dụ nó cái góc mở lớn đi đâu là nó mở ra. Góc lớn mở theo hiểu không? Tức là cái góc nào mà nó mở góc lớn hơn á, à, thì nó mở ra hướng mình đó. Rồi còn một cái này là khe khớp không đều với gãi trật khớp nè, nói rõ thêm. À, cái gập góc này hiểu chưa? Mình coi cái góc. Dạ. Cái gập góc nó cái góc mà lớn mà mở hướng nào thì nó là mình gập, gọi là mở ra đó. Rồi. Rồi qua cái ảnh khe khớp không đều với bán trật nè. Rồi giải thích cho bạn đi. Cái này là trật gì? Dạ đây là trật bán trật ạ. Bán trật hay là cái gì? À, trật hoàn toàn. Dạ trật bán trật thầy ạ. Sao bán trật? Dạ tại vì cái phần xương cánh tay với lại cái ổ chảo, cái chỏm của xương cánh tay với ổ chảo nó vẫn còn còn nhìn ha, nhìn nhau hả? Đúng rồi, vẫn còn nhìn thấy nhau. Nhìn nhưng mà thằng ở đằng trước cái thằng ở đằng sau nó nhìn chứ làm sao hai thằng đó mặc được hả? Là cái nào chặt hoàn toàn đâu? Dạ rồi. Đây ạ. Rồi. Rồi bán chặt là chặt kèm gãy. Bây giờ em đưa một cái hình bình thường đi, rồi em mới nói là bình thường nó thế nào, rồi cái chặt khớp là nó thế nào.
chúng ta dễ hiểu hơn ha. Rồi. Rồi, bình thường nó là cái gì? Em cứ mô tả bình thường là sao? Cái nào gọi là khớp mà tại sao nó gọi là khớp? Rồi, giải thích đi, giải thích trên này đi. Dạ, như trên hình X quang này thì đây là một phim X quang bình thường ạ. Thì cái phần chỏm của xương cánh tay nó nằm gọn bên trong phần ổ chảo của xương bả vai ạ. Nó sẽ không có sự di lệch hay là chệch khớp ạ. Còn đâu ba cái hình ở bên dưới của nhóm em đưa ra thì nó sẽ có sự di lệch ra ngoài khỏi ổ chảo của xương bả vai ạ. Như đây, đây là chạy hoàn toàn ạ, là cái phần chỏm của xương cánh tay nó sẽ ra hẳn bên ngoài. À, cái phần chỏm của xương cánh tay nó sẽ ra hẳn ngoài của cái ổ chảo. Được chưa? Bạn trả lời vậy được chưa? Bạn nào nãy nói đó, Phạm Trường gì nè? Đồng ý không? Bạn nói vậy đồng ý không? Hả? Dạ vâng, em nào hỏi rõ. Đâu trả lời đi. Dạ vâng, em nghe rõ ạ. Ừ, sao? Em thấy bạn trả lời vậy đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Đồng ý hả? Rồi. Thôi thì sẵn là nói luôn ví dụ trật khớp luôn ha, lát thì khỏi nói lại nha. Thì trên cái đầu tiên á thì mình nói là xương à. Thì giữa hai cái xương gặp nhau à, cái điểm mà gặp nhau giữa hai cái xương thì gọi là khớp à, nên hiểu như vậy đi à, giữa hai cái xương ở đây mình nói là khớp vai à, khớp thì mình phải nói là khớp vai chứ mình không nói khớp khớp không, ta đâu biết khớp gì, khớp khớp gì đâu ha, khớp vai. Vậy thì hai xương gặp nhau thì gọi là khớp. Thì vậy cái khớp nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm có thể là dây chằng ha, sụn khớp ha, rồi nói chung là chủ yếu dây chằng và sụn khớp. Vậy thì mình sẽ thấy trên cái hình X quang khớp vai này nè, hai cái đầu xương à, mình gọi là hai cái đầu xương tại khớp vai á, khớp vai với khớp háng á là cái nó đặc biệt ha. Nó có hình cầu và trên một cái giống như cái ổ chảo à, thì nó đặc biệt, nó khác những cái khớp khác, nhưng mà chung quy thì khớp nào nó cũng giống như khớp nào, tức là gì,
giữa hai cái đầu xương mà nói với nhau, nó có cái mặt sụn, nó nói nhau thì cái đầu xương nó có cái mặt sụn, thì cái mặt sụn đó trên cái X quang chụp thì mình không thấy cảm quan, hiểu không? Do đó mình thấy hai cái xương, hai cái đầu xương nó còn một cái khe, cái khe hở, nó không có sát với nhau mà nó có khe hở, thì cái khe hở đó là do cái mặt sụn, hoặc là một số cái khớp nó có cái, nó có sụn chim ở giữa, nó nằm ở trong đó, thì nó không có sát với nhau. Để khi mình đi nó làm cái giảm lực va chạm, thì nên nhớ là giữa hai cái đầu xương nó có sụn, mặt sụn, bề mặt của nó là sụn, và sụn thì nó không có cảm quan. Khi chụp lên mình sẽ thấy có một cái khe hở, đồng ý không? Tức là gì? Hai cái nè, hai đầu xương và một khe hở, hai đầu xương và một khe hở, mình nhớ khớp nó là có hai đầu xương một khe hở trên phía xoang. Rồi khi nào mà nó không còn những cái đó thì hai đầu xương thì nó áp, nó đối diện với nhau, khi nào nó không còn đối diện nhau thì nó trật, nó mất lên cái khe hở đó, là nó trật khớp, giống như cái hình bên phải nè, hai cái đầu xương nó không còn nhìn nhau nữa, không còn nhìn nhau nữa. Rồi như vậy á thì khi trật hoàn toàn là hai cái đầu xương nó không còn nhìn nhau nữa, và nó không có cái khe khớp, mình không có thấy giữa này nó đâu còn khe khớp nữa đâu. Rồi vậy thì bán trật làm sao? Bán trật, bán là gì? Là tiếng Hán là nó làm một nửa, bán là nửa, tức là nó không có trật hẳn mà nó không phải là bình thường, tức là nửa này nửa kia đó, tức là như vậy á, thì sao? Tức là hai đầu xương này nó vẫn có thể là bình thường, nhưng có thể là dây chằng nó bị hư, nó rách đứt dây chằng một bên, ví dụ nếu mà đứt hết hai bên thì nó trật hoàn toàn, còn đứt hết phân nửa hoặc nó đứt hơn phân nửa thì nó làm cho cái độ áp sát giữa hai cái đầu xương này nó không còn sát với nhau, không còn vững nữa mà nó bị mất vững rồi, thì cái chỗ nào dây chằng nó bị đứt thì nó sẽ hở ra, thì mình sẽ thấy khe khớp không đều, hiểu không? Một bên rộng một bên hẹp, khe khớp không đều, và hai đầu xương nó vẫn còn nhìn với nhau nhưng nó nhìn cái tư thế khác, nó không còn đứng đều nữa mà bên nghiêng qua nghiêng lại vậy đó, thì tức là mình nghĩ là một bên dây chằng nó bị hư thì một bên hở, một bên thì chặt, một bên thì hở, thì đó là bán trật. Còn gãy trật làm sao? Ví dụ trên cái phim này mình thấy cái nhô nhô ra của cái đầu, cái chỏm xương cái tay không? Cái nhô ra không? Cái đầu nhô ra phía ngoài đó, gọi là củ lớn ha, máu động lớn, máu động lớn. Khi mà nó trật khớp và nó gãy luôn cái máu động lớn ha, cái máu động lớn thì nó bứng ra ngoài luôn, thì ta gọi là gãy máu động lớn, hoặc là trật khớp vai kèm gãy máu động lớn ha, vừa gãy trật, thì mình hiểu đó là từ đó là gãy trật. Rồi đó, cái đó là cái phần trật khớp. Có ba cái thì mình chú ý nè: thứ nhất là trật hoàn toàn, thứ hai là bán trật, và thứ ba là gãy trật. Bình thường hai đầu xương nhìn
đối mặt nhau và tạo một khe khớp. À, khi hai đầu xương không còn đối mặt với nhau nữa, à, và không có khe khớp gì hết thì là trật hoàn toàn. Còn khi hai đầu xương vẫn còn nhìn nhau nhưng mà nhìn khác, ha, cái này coi như là giống như là liếc xéo rồi đó, ha, nó không còn nghiêng cái mặt nữa mà cái mặt nó nghiêng qua bên vậy đó, ha, thì cái khe khớp nó không có đều, một bên rộng bên hẹp, ha, hoặc bên lớn bên nhỏ, ha, thì gọi là bán trật. Và khi mà trật khớp kèm với gãy xương, ha, gần ở đó thì nó gọi là gãy trật. Thì khớp vai thường nó gãy máu động lớn, ha. Rồi vậy mình thống nhất cái này ha, mình qua cái này đi. Rồi bạn nào còn hỏi gì nữa không? Nếu không thì em cho lại cái slide mà đọc gì đó, xác định bây giờ mình vô cái chính nè ha. Mình sau khi mình xác định là có gãy xương trật khớp là mình đọc được rồi phải không? Bây giờ mình biết rồi đó. Bây giờ đọc gãy xương, ngoài những cái thủ tục hành chính ha, thì hệ thống lại nè, thủ tục hành chính thứ nhất là gì? Tên, tuổi, ha, phải trái, cái bên phải bên trái và cái ngày chụp ha. Còn nếu mình có theo dõi, trên cái phim mà theo dõi thì mình ghi là giờ chụp ha, còn mình không có theo dõi giờ thì mình ghi ngày, tức là tên, tuổi, ngày và bên phải bên trái ha. Còn một số đó, bệnh viện nó kỹ, nó còn ghi ở bệnh viện này bệnh viện kia nữa, à, nhưng mà cái yêu cầu của mình nó là mình phải biết tên, tuổi, à, để không có lộn qua người khác, à, phải trái, à, để mình xác định là bên nào. Rồi ngày chụp, à, ngày nào ngày mấy đó, cái đó là tối thiểu phải có cái đó, à. Thứ hai nữa là chất lượng phim, à, thì cái đó mình nói, thì bây giờ mình nhớ nè, à, có, à, mình nhớ là đọc đầu tiên là 3D, ha, 3 chữ D, ha. Thứ nhất là đủ, ha. À, ha, đủ. Thứ hai là đúng, ha. Thứ ba là đạt. Đủ là gì? Đủ là thấy được hai cái đầu xương, mình chụp phải đủ xương, à, còn mình chụp có một bên là không đủ. Rồi đúng, à, đúng là gì? Đúng cái tư thế mình cần, ví dụ như là thẳng nghiêng, phải đúng tư thế, ha, đủ, phải đủ thấy được hai đầu xương, phải chụp đủ xương, ha. Thứ nhất là đúng tư thế, thứ ba là đạt yêu cầu, đạt cái chất lượng, ha. Mình nói là đạt chất lượng là phải là mật độ phim sao, rồi phim này kia nó không có bị artifact, tức là những cái mà tín hiệu giả đó, ha. Đó rồi mình nhớ ba cái, ha, ba D, ha. Đầu tiên là nhớ ba D là đủ, đúng, đạt, rồi ba cái là được rồi. Rồi còn dĩ nhiên là phải nếu mình không nhớ cái vụ hồi nãy tên tuổi thì mình đúng đây mình có thể đưa là đúng tư thế nè, đúng tên cái người đó nè, đúng tuổi, rồi đúng ngày, ha, đúng gì đó thì mình đưa vô trong đó cái luôn, mình nhớ luôn, ha, là 3D là mình nhớ hết luôn là xong, mình khỏi còn nhắc tới nhắc lui nữa, ha. Rồi rồi tiếp slide, cái phần mấy cái phần trên này em làm là tương đối là cũng được rồi, chỉ cái phần mà đọc vị trí xương nào xương gãy, là vị trí gãy đường gãy đổi là tên, còn slide dưới là cái gì, rồi tiếp nữa coi
tiếp nữa coi. Tiếp coi. Tiếp nữa coi. Đó được không? Rồi em đưa lại cái phim đầu lại nãy trên trên cái không xuống hai cái nữa. Rồi. Không, cái phim trên nè, phim trên. Thì miêu tả sau khi mình xác định là nó gãy xương rồi thì bốn cái nè. Thứ nhất là xương gãy ha, xác định là xương gãy là xương nào gãy. Thứ hai, vị trí gãy. Thứ ba, đường gãy. Thứ tư là mức độ di lạc. Để mô tả bốn cái đó ha. Thì khi mà xác định xương gãy thì mình xác định là vị trí gãy, đường gãy, mức độ di lạc. Như vậy á, thì xương hồi nãy mình chia rồi, mình chia đầu xương rồi, thân xương rồi ha, đầu trên, đầu dưới, rồi thân xương, một ba trên, một ba giữa, một ba dưới rồi ha. Và nhớ khi mà xương gãy ở đầu xương thì phải xem coi nó có gãy thấu khớp hay không nha, cái đó rất là quan trọng ha. Phải có gãy vào ổ khớp hay không ha. Gãy thấu, ta gọi là gãy thấu khớp, và nó có di lệch mặt khớp, cắt kênh mặt khớp hay không, tức là di lệch mặt khớp hay không, cái đó là quan trọng, phải bắt buộc phải nói cái đó được. Còn mình không nói đó là mình không có để ý tới là cái gãy xương, tại vì mặt khớp nó bị di lạc mà mình không chỉnh lại á, thì sau này nó bệnh nhân không có đi được và nó sẽ thoái quá khớp, cho nó phải bắt buộc là phải điều trị. Hoặc là nếu mà ở chi trên thì sẽ hạn chế vận động, sẽ bị có thể là cứng khớp và hạn chế vận động, do đó nếu mà di lạc nhiều còn ít thì chấp nhận được thì thôi. Đó. Thì ngoài cái chuyện mà mình chia ba phần ha, đầu trên, đầu dưới, thì nhớ hai cái đầu mà đầu trên, đầu dưới mà vô khớp đó, thì phải xem có thấu khớp hay không, có cấp kênh mặt khớp hay không. Rồi thì khi mô tả thì mình phải cũng nói là vị trí giải phẫu luôn. Ví dụ đầu trên thì xương đầu trên ví dụ như xương đùi đi, thì mình có là chõm xương đùi, cổ xương đùi, rồi máu chuyển lớn, máu chuyển bé, rồi dưới máu chuyển gì đó, mình phải miêu tả là gãy đúng việc nó có tên, chứ mình không thể nói là gãy đầu trên xong cái những cái đó là mình nó có tên gì đó, mình phải nói luôn là tên giải phẫu của nó là tên gì. Rồi khi mà sau khi mình xác định được là gãy xương gì rồi thì mình nói là vị trí gãy, thì mình xác định mình đã nói rồi ha. Rồi thứ ba là đường gãy. Đường gãy thì nãy em nói là gãy không hoàn toàn rồi, gãy hoàn toàn rồi, thì mục đích là xác định đường gãy để làm cái gì mình phải biết ha. Mục đích xác định đường gãy là để cái hướng đưa ra hướng điều trị, để mình đường gãy, để mình xem coi nó gãy vững hay là không vững và đưa ra hướng điều trị, cũng như là để tiên lượng. Thì những cái xương mà đường gãy chéo dài, đường gãy sắn, đường gãy nhiều mảnh, đường gãy hai tầng hay là gì đó thì thường là không vững ha. Thì mình phải có hướng điều trị khác. Còn những cái xương thường gãy ngang thì thường là nó vẫn tại vì á, khi mà mình nắng xong á, tức là người ta nói là vững hay không vững là sao, là sau khi mình nắng thì nó có di lệch thứ phát, tức là mình nắng xong rồi rồi nó di lệch lại, là gọi là di lệch thứ phát. Thì những cái trường hợp di lệch thứ phát thì gọi là không vững. Tức là gì,
không phải là người ta đọc, người ta kêu đọc dịch chơi chơi đâu, đọc để có mục đích hết á, không? Không phải là số mảnh mà ghi là đường gãy, đường gãy để xem coi nó có vững hay không và đưa ra hướng điều trị. À, rồi rồi đường gãy đây là nãy nói rồi, nãy em đã nói rồi thì đủ rồi. À, chỉ có một cái đường gãy dọc á, thì bổ sung thêm cái đường gãy dọc, không phải là nó chỉ dọc thân xương đâu, nó có thể nó gãy theo cái chữ Z, à, hình chữ Z mà hai cái đầu chữ Z nó ngắn thôi, còn cái đoạn cái nhánh giữa thì nó dài, thì nó có thể nó là cái chữ Z, à, giống như cái hình trên á, thì em chỉ ở đầu trên em cho nó ngoéo qua bên phải, bên trái cái ra ngoài vỏ xương, đầu dưới ngoéo ngược lại qua cái vỏ xương bên kia thì có thể nó ra hình chữ Z, cái đó không khác, cái chữ T chữ Y khác không phải. Này là đầu khớp, à, thân xương á. À, mình cũng có thể là gọi là gãy dọc, à, gãy dọc á, mà rồi thì cái qua cái đường gãy thì xong rồi ha, cái phần Di Lạc thì coi như là cũng xong rồi, tại vì Di Lạc nãy là nó nói rồi, chỉ có đặt góc rồi có năm cái Di Lạc ha, thì mỗi xương gãy thì nó có ít nhiều, ít nhất là một Di Lạc và nhiều nhất là bốn Di Lạc, à, một xương gãy thì có thể là nhiều nhất là bốn Di Lạc, à, tại vì Di Lạc xa và Di Lạc chồng ngắn thì không thể nào tồn tại trên một cái xương gãy được, do đó chỉ có bốn thôi. Mình có năm loại Di Lạc thì nó sẽ nhiều nhất là bốn Di Lạc. Rồi, rồi mình mình nói trong cái Di Lạc á, mình phải nói được mức độ Di Lạc ha, cái mức độ Di Lạc để làm cái gì, khi các Di Lạc thì để mình biết là để sao, để mình nắng chỉnh, à, nếu mà Di Lạc xa thì mình cho nó ra áp lại, à, chống lại Di Lạc xa, nếu mà Di Lạc sang bên thì mình nắng nó lại, đừng cho sang bên ha, Di Lạc chồng ngắn thì mình kéo nó ra để cho nó hết chồng ngắn, ha, Di Lạc xoay thì mình chỉnh lại cho nó xoay ha. Thì Di Lạc, ha, mình đọc Di Lạc để mình biết cái hướng mình sẽ nắng chỉnh, ha, và mức độ Di Lạc để mình biết là khả năng lành xương của cái xương gãy này. Ví dụ bây giờ nó Di Lạc xa quá thì nó không có lành, thì để mình biết đưa ra cái hướng mình điều trị luôn. Ví dụ xa quá không lành thì phải mổ, à, để ráp lại. Còn xa quá thì nó có hai trường hợp, hoặc là do bị kéo, à, nó kéo căng quá, giống như gãy xương bánh chè, à, hai cái đầu xương nó kéo rồi làm cái xương nó đi xa ra, hoặc là ở giữa nó có cái cơ nó chèn, à, nó chèn mà nó cho hai đầu xương không áp được, thì những trường hợp đó phải mổ. Thì mình xem mức độ Di Lạc để mình biết cái hướng điều trị, à, mình có thể mổ hay là không mổ và làm gì, à, để cái hướng mình điều trị mình bảo tồn hay là phải mổ đó. Rồi rồi như vậy á, thì khi đọc phim ngoài những cái mà nhớ 3D thì mình nhớ bốn cái. Thứ nhất là xương gãy ha, xương nào gãy, vị trí gãy, đường gãy và các Di Lạc. Trong Di Lạc đó thì mình vô tả và mức độ Di Lạc. Thì trong thứ nhất là bốn cái, thì xương nào gãy thì để mình biết là mình xương nào ha, vị trí gãy nè, ha, thì nhớ nếu gãy gần khớp, thấu khớp, mình xem có thấu khớp rồi cấp kênh hay không. Còn gãy thân xương thì mình sẽ chia theo mức độ là
ba phần đó ha. Rồi đường gãy, đọc đường gãy để mình biết là cái hướng để cái xương này nó có vững hay không vững ha, để mình có hướng điều trị ha. Rồi đọc di lạc để mình biết cái hướng mình sẽ nắn chỉnh, và mức độ di lạc để mình xem thêm mình có thể điều trị cho nó kết quả tốt ha. Rồi tức là xong bốn cái phần đọc phim ha. Bốn cái này là tất cả cái phim biết quan nào gãy xương mình cũng phải đọc theo bốn cái này hết, để từ đó mình đưa ra cái hướng nắn chỉnh và cái hướng điều trị cho nó chính xác ha. Và từ đó mình cũng có thể tiên lượng luôn được nữa ha. Tiên lượng được là trường hợp này là nó lành tốt hay là lành không tốt, hoặc là nó có thể nó có bị di chứng gì hay không. Rồi đó, thì đọc ít mang gãy xương thì nó đơn giản, là chỉ nhớ vậy thôi ha. 3D với là bốn cái phần mình đọc thôi. Và dĩ nhiên là mình phải mô tả nha, phải mô tả chứ không phải là cái này nói nó đơn giản, nhưng mà phải mô tả ha. Như là ví dụ đường gãy nè, mình phải mô tả đường gãy sao nè, rồi di lạc thì phải di lạc mình cũng phải mô tả luôn nha. Rồi còn cái phần trật khớp á, trật khớp thì nãy thầy nói rồi ha, thì bây giờ để thầy sẽ đưa ra một số mấy cái x-quang ha. Em mấy em còn không thắc mắc thì thầy sẽ share một số hình ảnh để mấy em đọc thêm để cho nó, chứ còn nãy giờ mình nói là nó chai không à ha, mình nói chai không à, khi nó cũng không có nhớ dài ha. Còn chút xíu nữa thôi, đọc xong cái này là mình nghỉ được rồi ha. Ráng chút xíu nữa thôi, bây giờ mới 12 giờ 10 à. Có ai đói bụng chưa? Hả? Dạ đổi thôi. Còn chịu nổi không hay là hả? Dạ thầy dạy cho xong. Dạ không, được rồi, xong em đợi. Rồi, xong luôn. Rồi xong luôn ha. Bây giờ mà còn 131 người ha. Rồi mình làm luôn. Hay là mình nghỉ 5 phút rồi ăn bánh hay là gì cho nó bổ sung năng lượng không? Dạ thay comment đấy. Không, thầy này cũng dạ rồi làm luôn thầy, làm luôn ha. Rồi. Dạ. Ok. Rồi, bây giờ đọc. Thấy chưa? Thấy cái hình chưa? Dạ thầy đúng không? Rồi, cái này dễ quá phải không? Thấy không? Cái này là cái gì? Bạn nào trả lời đi, là mình làm nhanh đi. Trên X-quang này là cái gì? Em thầy trật khớp à. Khớp gì mới được, nãy là nói trật khớp, tại sao mình phải nói chứ? Khớp gì? Nói đi. Dạ trên phim X quang này thì em nghĩ em đọc là bệnh nhân bị trật khớp khớp vai trái. Rồi tại sao phải nói luôn? Dạ tại vì là cái diện khớp của hai xương thì không nhìn nhau nữa. Hai đầu xương. Dạ. Hai cần không thấy nhau, hai đầu nào mình nói phải nói luôn đầu. Dạ. Đầu của xương bả vai với lại đầu của xương cánh tay, đầu trên của xương cánh tay. Bả vai là cái gì? Mình nói đầu là nói chung, nhưng mà cái trên cái này là cái gì? Dạ, ổ chảo. Ổ chảo với gì? Với đầu đầu, đầu trên của xương cánh tay. Trên là cái gì? Phải có tên chứ, nãy thì nói là nói giải phẫu mà. Với chõm của xương cánh tay. Dạ. Ổ chảo của xương cánh tay và chõm của ổ chảo của xương bả vai và chõm xương cánh tay không còn nhìn nhau nữa, không còn
áp với nhau nữa và không có cái khớp ha. Rồi rồi, đồng ý chưa? Đồng ý không? Yeah. Rồi, bạn nào bổ sung nữa không? Không bổ sung mình đi qua. Rồi trên này. Rồi, bạn nào tiếp? Còn không thì em làm tiếp luôn đi. Yeah, nếu mình làm mình cái này là mình bỏ qua cái chuyện là 3D đó nha. Mình nói 3D là không có chưa đạt á, mình dịch chỉ đọc vô cái phần ấy thôi. Là trên đây thì em thấy là bị nhân bị trật khớp của đạo của giữa xương đầu và xương xương bả vai. Vì rồi là trật khớp gì? Trật khớp gì? Cùng đầu ạ. Trật khớp cùng đầu. Cùng đòn rồi. Yeah. À, mình phải nói tên cụ thể nha, chứ mình không nói là trật do cái mõm cái đầu ngoài của xương xương đòn và cái mõm cùng ha. Mõm cùng của xương bả vai. À, như vậy á thì mình nhớ á là gãy xương đòn khác, trật xương đòn khác. Xương đòn đầu phía ngoài nó được giữ ha, nó có một cái dây chằng cùng đòn ha, cùng ha, cùng đòn và quả đòn ha, dây chằng quả đòn nữa, nó hai dây chằng này nó giữ cái đầu ngoài của xương đòn, mà khi mà nó đứt hai dây chằng này nó mới bung lên, như vậy nó mới trật cái khớp cùng đòn ha. Rồi dễ quá mà. Rồi cái này thì rồi em nào làm tiếp đi, còn không em làm luôn, hay là bạn mấy bạn nào muốn xung phong đi. Dạ, cái này thì em thấy là bệnh nhân bị gãy 1/3 ngoài của xương đầu, do tại vì em thấy là có mất liên tục giữa của cái xương đầu. Và tay này thì gãy gì lạ nữa. Tay này thì em thấy là vị trí là 1/3 xương 1/3 ngoài xương đầu. Đường gãy là gãy em nghĩ là có gãy chéo sắn, có mảnh rời và di lệch là xuống dưới. Rồi gì nữa? Còn mức độ gãy xương thì di lệch là hơn gập góc nữa chứ, gập có chồng ngắn nữa. Dạ, như là chồng ngắn còn gập góc và xuống dưới, chồng ngắn và xuống dưới. Dạ. Rồi, còn có gập góc không? Thì gập góc thì em nghĩ chưa đo được. Dạ, có nhưng mà kiểu nhỏ nên em không chưa chắc chắn được. Rồi. Dạ. Mức độ như là tụi nó sao? Mức độ là lớn hơn 1 phân xương. Rồi. Cái này vậy thì mình tiên lượng trên cái xương này làm sao? Cái xương này nếu mà mình điều trị thì tiên lượng nó làm sao? Cái hướng điều trị và tiên lượng. Dạ, em nghĩ cái này là có mảnh rời thì em nghĩ là có thể phẫu thuật để kết hợp xương cho bệnh nhân. Đúng rồi. Thứ nhất là đánh giá là xương gãy có vững hay không. À, dạ. Để mình ra hướng xử trí xương gãy vững hay không, này dạ, vững hay không vững. Dạ, trường hợp này là gãy không vững. À, không vững thì nếu mà điều trị thì nó sẽ di là, nếu mà bảo tồn thì nó sẽ di là thứ phát. À, dạ. Như vậy thì cái mức độ di lệch này nó có thể lành được hay không, mình nghĩ là nó chồng ngắn thì nó có lành được hay không. Dạ, em nghĩ là khó lành, với lại có thể
dễ gây tổn thương, tại vì cái chỗ vị trí dưới xương đòn thì có cái mạch máu, có động mạch dưới đầu nữa, nên gãy như vậy thì có thể là dễ tổn thương đến mạch máu nữa thôi, nên em nghĩ là phải mổ để cái hộp xương bảo tồn. Thì thật sự á, gãy xương đòn á, hồi xưa thì người ta bảo tồn là nhiều à, nếu mà không, tức là cái đặc điểm của mạch máu thần kinh dưới đòn á, là nó đi phía dưới xương đòn à, khoảng ở một bao giữa một bao ngoài á, thì thường là biến chứng mình sợ nhất là nó tổn thương cái bó mạch thần kinh dưới đòn. Tuy nhiên á, được một cái là cái xương đòn á, là nó cũng dễ lành. Nó dễ lành. Tuy nhiên, lành của nó nhưng mà nó dễ bị canh lệch. À, nó xấu, nó thể mình thấy nó gọn cục lên vậy đó. À, thì sau này một số trường hợp người ta có chỉ định mổ nó rộng rãi hơn. À, rồi. Đây. Cái này là cái gì? Rồi bạn nào khác đi, bạn lớp trưởng của cái nhóm mà mới vừa đọc á. Bạn đó còn không? Dạ, có thể là mạng của bạn bị trục trặc á thầy, do mấy bữa nay bạn cũng bị ao ra ngoài nhiều quá thầy. À. Dạ. Rồi lớp trưởng của lớp kia đi. Có không? Còn đây không? Dạ thầy, là đọc hình trên hay hình dưới thầy? Thì em muốn đọc hình nào em đọc. Dạ là em đọc hình trên, là kể 1/3 trên thân xương cánh tay để chéo không di lệch, gãy vững, không không gập gấp, không có mảnh rời. Rồi đồng ý không, mấy bạn đồng ý không? Dạ em nghĩ là trên là gãy gãy máu, gãy máu chuyện, lớn của cái máu, chuyện lớn của cái xương cánh tay, chứ không phải là gãy chéo sắn, gãy chéo ở xương xương. Hình như cái đó là một cái hình máu động lớn, máu động lớn của xương cánh tay, chứ không phải là gãy chéo. Gãy chéo đấy em, cái hình ảnh mà cái đường giao ở trong thân xương, em nghĩ là nó bị chồng với lại là cái phần phần mềm đó. Rồi đó, bạn nào đã nhìn ra phải không, đó cái đó là đánh lừa mình á, mình tưởng là nó gãy á, nhưng mà cái đường nó đi ra ngoài cái mô mềm luôn, thấy không? À, cái đường này nè, đường đen này nè, đi ra ngoài mô mềm luôn ha. À, thì đây là cái mảnh gãy của máu động lớn, và cái đặc điểm của cái gãy này là thường nó di lệch xa ha. À, nó bám rồi nó bung ra ngoài ha. Hồi nãy á là mình học trật khớp vai ha. À, trật khớp vai tức là gãy trật á, vừa gãy trật khớp vai là kèm gãy máu động lớn, thì đây nè cái điển hình của gãy máu động lớn ha, nhưng mà nó không có trật khớp vai ha. À, ở đây mình thấy nè, hai cái đầu xương nó vẫn còn nhìn nhau ha, và nó có một cái khe khớp, nó cũng tương đối là đều ha. À, khe khớp nó đều, do đó mình không có nói nó đây là khe khớp được. À, tuy nhiên á, thì cái đường mòn ba trên không phải gãy ha. Rồi nhớ nha, mình phải đọc kỹ chứ nhìn vô đánh lừa đó, mới đây là bị đánh lừa đó. Rồi hình bên trái trước. Rồi bạn, cái bạn mới vừa nói, bạn đọc tiếp đi. Dạ, trên phim bên trái là em thấy là gãy đầu dưới xương quay, di lệch đường
đường gãy ngang ghi là chồng ngắn, gập góc mở ra trước, gãy là gãy vững. Sao biết chồng ngắn? Dạ là thấy cái vỏ xương của đầu dưới xương quay với lại là vỏ xương của phần trên, nó là nó có cái sự, nó có cái khoảng trống ở giữa. Rồi bình thường á, cái đầu dưới xương quay á, nó nằm dưới cái mõm trong quay, nó nằm dưới mõm trong trụ ha, khoảng bao nhiêu mõm trong quay, nó nằm thấp hơn mõm trong trụ bao nhiêu? Dạ 2 cm ạ. Bên này là nó có thấp không? Có thấp 2 cm không? Nó bằng ha. Ở đây có gãy lúng nha. Gãy lúng do đó nó mới thấy ngắn lại đó, nó lúng xương đó ha, nó lúng xương. Và mình thấy là nó hơi trên chút xíu, khoảng chừng 0.5, 0.7 gì thôi, chứ nó không có được 2 cm ha. Rồi. Bên này cũng vậy. Rồi, cái hình bên phải. Rồi, bạn gái mới đọc á, đọc cái hình bên phải đi. Dạ thầy là gãy xương này là xương cánh tay ạ. Và gãy 1/3 trên xương cánh tay ạ. Và đường gãy chéo xoắn. Di lịch là gập góc mở ra ngoài, trong ngắn và gãy không vững ạ. Có sang bên không? Dạ có ạ. Sang đâu? Dạ thay là vào trong ạ. Trong, rồi. Rồi, còn cái gì, thấy cái gì nữa không? Đọc, thấy cái gì khác nữa không? Dạ em thấy đây là có một trực hợp vai bên trái. Nói chung là cái tư thế đó nó còn một cái, mình thấy cái nó vẫn còn nhìn ha, nó vẫn còn cái khớp nó cũng đều chứ không có đâu, không có trật. Còn cái gì khác nữa không? Bạn nào cũng cái gì khác thấy là giỏi đó. Dạ trên đây thì em có thấy là có một cái vết nứt hình chữ T ngược ở trên cái đầu xương đào tay xương cánh tay ạ. Tay ngược hả? Cái đó phải vết nứt không? Dạ không, cái phải cái nó thầy cái mà nó là gì? Cái này là thầy gì vậy? Nó là dạ. Với lại ở trên một thân sổ cùng vai nữa thầy. Dạ. Bạn nói về nơi khác không? Coi như bữa nay là coi như thật không á. Bạn nào thấy ở trên cái phim này có gì khác? Mấy em em lên 5 ý kiến đi. Các ai thấy không? Bây giờ chắc nó bụng hết rồi ha. Rồi. Mấy cái đường này nè, thật sự nó không phải là gãy đâu, mình thấy vậy thôi. Nhưng mà cái đường này nè, không? Mình thấy đây nè. Ha. Bệnh nhân này là bệnh nhân thiên ha, còn sụn tiếp họp, sụn tăng trưởng nha. Ha. Cái đó là cái thứ nhất ha.
Cái thứ hai là cái chỗ gãy này nè, hai cái đầu gãy cái mật độ xương này nó không có đều ha, à, nó không có đều chỗ đậm chỗ lợt, và nó những cái chỗ đậm lợt của nó cũng theo cái hình nó cũng đều, chứ không phải là nó, mình thấy giống xương nó bị giống như những cái nang xương á, à, nó mất xương mà tạo thành cái nang. Đây là trường hợp gãy xương, bệnh lý ha, bệnh lý do những cái u lành của xương. À, trên bệnh nhân trẻ em, à, đây có sùng tế hoạt, à, không nhớ ha, mười một mà đọc thấy như vậy là mình nghi là gãy xương bệnh lý bất thường, còn nếu mà gãy bình thường là cái đầu xương nó không có bị vậy đâu, cái mật độ xương nó đều, à, rồi phim này thì dễ quá rồi phải không? Rồi phim bên trái đọc thử coi. Rồi cái bạn bạn gái nãy đó, đọc tiếp đi. Dạ thầy, là gãy đâu, gãy 1/3 dưới xương quay. Đường gãy là gãy đường gãy chéo. Mở góc ra ngoài. Và sao em thấy không di lực ta? Dạ. Nào. Được không? Bạn nào thấy cái nào thấy? Em ý kiến em bổ sung cho bạn là cái này là gãy không di lại, cứ lại là hình ảnh là cái vỏ xương ở bên phía phía ngược lại là nó còn liền, cho nên là đây là gãy cành tươi trẻ em. Đúng rồi, gãy cành tươi, đúng rồi. Rồi gì nữa, trẻ em sao biết trẻ em? Người lớn có gãy cành tươi không? Ở cái đầu xương, ở cái đầu dưới của xương trụ, xương quay nó còn sụn tiếp hợp. Đúng rồi, còn sụn tiếp hợp đây. Đó, thấy không? Bạn là bổ sung đầy đủ rồi đó. Ha. Gãy cành tươi. Ha. Của xương gì? Của xương gì? Này là xương gì? Là xương quai à. Còn xương gì nữa không? Dạ có gãy, hình như em thấy có bất thường ở ngay chỗ xương trụ, đầu dưới của xương trụ này. Đúng rồi, đây nè, nó có gãy nè. Không? Dạ. Nó gãy mà nó kiểu nó gãy không có thấy cái mất liên tục, à, nhưng mà nó có biến dạng, à, giống như nó gãy hồi nãy nói gì đó, tạo hình hả, à, lời gây giải phẫu, tạo gì đó, à, thấy nó làm xương nó cong thôi nhưng mà không thấy gãy, à, không, rồi nhớ chưa, nhớ được mấy cái này đọc, bữa nay là mình đọc hình như là nhiều dạng cái gãy xương lắm rồi đó, ha. Người lớn có, trẻ em có, ha. Bệnh lý có, gãy đường gãy hoàn toàn, đường gãy không hoàn toàn là gãy cành tươi ha, và một cái nữa là gãy giống như là gãy tạo hình đó. Rồi bên phải bên phải thì dễ quá rồi ha, bên phải dễ quá thôi, đi qua tiếp đi ha. Rồi cái phim này tiếp đi, cái bạn là nãy bổ sung mà thấy gãy rồi đọc đi. Dạ. Dạ. Đọc đi. Này là cái gì? À, dạ ở đây là một khuỷu à. Ừ. Cái khuỷu. Thì em thấy là trên bệnh nhân này là có trật trật khớp khuỷu, tại vì ở cái em quay cái tay giải phẫu của cái chỗ này rồi.
bạn nào bổ sung đi. Dạ thầy là ở trên cái hình này thì em thấy là trực hợp khỉu ạ, vì cái mỏm khỉu và rong rọc nó không nhìn vào nhau ạ. Rong rọc của xương cánh tay dạ. Còn gì bất thường không? À, chật, phải nói là chật hoàn toàn nghe nó chật, em nói là rồi chật có gãy, kèm gãy hay không? À. Đó. Này chật hoàn toàn hay là không hoàn toàn? Chật hoàn toàn hay không hoàn toàn? Này chặt hoàn toàn nhé. Rồi. À đi. Rồi, cái này thì nó. Cái này. Cái này dễ không? Cái này dễ không? Dễ hay là qua tiếp hay là đọc? Những phim dưới có giống lên nè. Rồi. À, cái này là sao? Đọc đi em. Em gái đi, em gái nãy đó, giờ đọc đi. Em còn nghe không? À dạ con ạ. Ừ, em đọc đi, đọc cái này đi, đọc nhanh đi, đọc cái nào ấy, đọc nhanh đi. Dạ, đối với ở đây khi mình thấy được hai xương gãy đúng không ạ? Thì cả xương quay và xương trụ thì ở xương quay thì em thấy gãy ở hai vị trí, đó là đầu trên xương quay và đoạn ở 1/3 trên xương quay thì gãy ở hai vị trí, và gãy có di lệch gặp góc, mở góc ra ngoài, có sang bên ạ. Còn đối với xương trụ thì em thấy gầy. Một phần ba giữa xương trụ di lệch gặp góc, mở góc ra ngoài và có trong ngắn ạ. Đường gãy thì đường gãy chéo xoắn và không có mảnh rơi. Và đây là gãy không vững ạ. Rồi mấy bạn đồng ý không? Để xung quay là gãy hai chỗ, đồng ý không? Nó gãy một chỗ thôi nha. Ở đây là xương trụ, ở đây một qua giữa nè. Xương quay khoảng 1/3 trên gần và cái phần trên đó, cái chuẩn quay á, là cái này là trẻ em nha, nó sụn nó chưa, mình không thấy đó nha, chứ không phải là gãy đâu, mình thấy tưởng nó gãy, cái đó là sụn, cái chuẩn quay ở trên nó phần sụn nó chưa phát triển mà nó sụn do nó chưa thành xương, do đó mình không có thấy được ở dưới đây mình thấy nè, sụn tiếp hợp ở dưới đầu dưới xương quay nè. Rồi bên đây là cái phim sa mổ cái đập xương, cái này như mình chưa học phải không, thì đọc cái phim mà sa mổ cái đập xương thì mình đánh giá, mà giờ chắc trễ quá rồi, thôi chắc làm nhanh đi ha. Rồi, làm nhanh. Rồi cái này bất thường cái gì không? Rồi em đọc luôn đi, em gái đọc luôn đi. Dạ thầy là xương gãy ở đây là xương cánh tay, gãy 1/3 giữa xương cánh tay, di lệch trong ngắn, di lệch trong ngắn vào trong, gãy có mảnh rơi thứ ba và gãy không vững. Rồi có gì không, bất thường như vậy không? Dạ em thấy
cái đầm đồ xương hình như là nó tăng. Ừ. Tăng đầm đồ xương dạ. Rồi tăng ở đâu? Dạ thầy là ở chỗ gãy cũng tăng và ở một phần ở đoạn dưới của xương cánh tay có tăng ạ. Mình thấy đây cái những cái mật độ xương nó tăng xung quanh nè. Dạ. Không? Đây là trường hợp nó canh lệch, tức là nó gãy nhưng mà không có nắng chỉnh tốt. Nó làm xương. Xương nó đã dính lại rồi, nó canh lệch, không có là thì những cái xương, cái can xương nó mọc ở đây nè. Nha. Đây là trường hợp canh lệch ha, canh lệch xấu. Đó. Canh lệch xấu ha, hồi nãy là mình đọc gãy xương rồi ha, gãy bệnh lý rồi. Giờ mình đọc cái canh lệch ha. Còn này thì à, được chưa? Hay qua được chưa? Dạ được rồi ạ. Đây những canh xương nó mọc ra canh lệch xấu hơn. Rồi cái này xương bàn ngón thì chắc cũng dễ rồi ha. Thôi qua nhanh đi. Rồi. Thì ở đây. Đây thì giống như cái phim này thì mình bữa hổm mình học rồi, gãy máu chuyển ha, cái này gãy liền máu chuyển ha. Để học nhanh thì nhanh qua đi. Đây gãy cổ xương đùi. Đùi mình chưa học phải không? Đây. Cái này. Đây. Thì hồi nãy cái phần đọc cái khớp háng á, em nhớ cái cung cổ bịch ha, cái cung cổ bịch là cái bờ dưới ha của cái cổ xương đùi nè, nó liên tục với bờ dưới của cái ổ bịch này ha, là nó tạo thành một cái đường cong, người ta gọi là cung cổ bịch hay đường Shenton đó. Thì cái ý nghĩa của đường này là gì? Ý nghĩa của đường này bình thường á là coi như nó liên tục với nhau, còn nó khi mất liên tục á thì thường có thể là gãy cổ xương đùi hoặc là trật khớp háng, nó làm cho cái đường này nó mất liên tục ha. Đó. Và mình để ý luôn, khi mình đọc cái khớp háng á, mình nhìn cái máu chuyển bé đây nè, cái máu chuyển bé mà nó nhỏ thì nó xoay trong ha, cái bàn chân nó xoay trong. Còn cái máu chuyển bé mà nó to hơn vậy là bàn chân nó xoay ngoài. À, đó, mình nhớ đọc cái dùng khớp háng thì mình nhớ hai cái vấn đề. Thứ nhất mình coi cái đường cung cổ bịch này nó có liên tục hay không. Và mình coi cái máu chuyển bé này nó lớn hay nó nhỏ để biết cái chân nó xoay ngoài hay xoay trong. À, ở đây thì chắc phải đọc nhanh đi, giờ cũng gần 1 giờ rồi. Thì đây là trật khớp háng ở bệnh nhân trật khớp háng bẩm sinh ha. Mình thấy cái cung cổ bịch ở đây là nó gãy nè, nó không còn liên tục. Mình nhìn bên trái mình thấy cung cổ bịch nó liên tục ha, nhưng bên phải là nó mất rồi. Do đó nó trật khớp háng bẩm sinh trên bệnh nhân này, bệnh nhân nhi ha. Mình thấy nó có sụn tiếp hợp nó còn nè ha, cái máu chuyển lớn nè, mình thấy nó có cái đường, mình tưởng đâu nó gãy nhưng không phải đâu, chỏm nó vẫn còn, nó là do sụn tiếp hợp đó. À, ở đây thì ngoại tự chỏm xương đùi ha, ngoại tự chỏm nó làm nó xẹp đi, nó mất xương luôn ha. Rồi gãy thân xương đùi thì nó dễ rồi ha, mình không cần. Đây là gãy xương bánh chè, thì đặc điểm của gãy xương bánh chè là nó di lệch xa. À, một cái đầu trên thì cái cơ tứ đầu đùi nó kéo ha, còn dưới thì mấy cái dây chằng bánh chè dưới nó kéo xuống làm cho cái xương nó di lệch xa. Thì mục đích điều trị cái này là phải mổ rồi, làm sao cho hai cái mặt khớp của xương bánh chè nó thẳng, nó không được cấp kênh ha. Đây là cũng hay nè, cái này nó khó thì để đọc luôn đi. Thì trên cái khớp gối này á, mình thấy có một cái mảnh xương nó bung lên phía trước này nè, ở giữa cái khớp cái phần
xương chài á. Xương chài đây có một cái miếng bung lên ha, đây là gọi là bông nơi bám dây chằng chéo trước ha. Bên trái mình thấy nó có miếng xương nó lên nè ha, thì này gọi là bông nơi bám dây chằng chéo trước, thì nó có một cái chỗ bám của dây chằng chéo trước. Về mấy em coi lại cái giải phẫu nha, lại cái phim nghiêng nè, đọc nhanh đi chứ giờ trễ rồi ha. Ở đây cũng vậy luôn, đây nó có miếng xương thì gọi là bông dây bắn dây bám nơi dây chằng chéo sau. À, đây là cái hình này à. Rồi thì này gãy mâm chài thì nó cũng lấy rồi, thì mình chủ yếu mình coi cái mặt khớp thôi, xương nó lúng ha. Mâm chài này chắc cũng trễ rồi à. Còn mấy phim nữa, xem mấy phim nữa rồi. Đây đây cái mình cũng hay ít gặp nè ha, trật khớp gối ha. Trong tất cả những cái trật khớp mà cái trật khớp mà phải giải quyết cấp cứu liền là trật cái khớp gối nha. Trật khớp gối là rất là nặng, tại vì phía sau nó là dây, nó là mạch máu thần kinh ha. Động mạch sau cái mạch cứ sau này là mạch này. Thường nó chặt khớp này là do những cái dây chằng nó đứt hết rồi, nó chèn ép mạch máu thần kinh, dùng mạch kheo á. Mạch kheo là thường nó dễ bị tổn thương, do đó người ta phải thứ nhất là phải nắn chỉnh liền, và thứ hai là bất động và xem coi có tổn thương mạch máu thần kinh hay không à. Rồi à, còn nhiều ít, nếu mà cái này là mình học rồi ha, chắc mình qua nhanh đi. Rồi, cái này cũng hay nè, xem cái phim này đi. Em nào đọc cái phim này đi. Rồi, bạn gái đọc tiếp luôn, này đọc được, đọc tiếp luôn đi em. Dạ, dạ thầy là, ở đây là gãy xương, xương chay và gãy 1/3 giữa xương chay, đường gãy là đường gãy chéo. Không di lệch ạ. Cái này là gãy nó, tức là này là mình thấy cái tủy xương của này nó bị bít nè. À, dạ. Tủy xương nó ở đầu trên đầu dưới nó bị bít. Đây là trường hợp khớp giả ha, tức là cái đường gãy nó còn nè, nó chưa có lành ha. Nhưng mà tủy xương nó bít lại, do đó là cái nó vẫn không có dính, nó nhúc nhích được, do đó ta gọi là cái khớp giả, tức là không phải cái khớp bình thường. Bình thường là cái khớp mà nó có thể cử động, còn này cái xương á, chỗ cái khớp này nó vẫn cử động nhưng mà nó không phải là cái khớp đúng vị trí của nó, mà gọi là khớp giả. Thì cái đặc điểm mình đọc X-quang của khớp giả là mình thấy cái đường gãy nó còn khe gãy. Cái thứ hai là tủy xương nó bị bít ở hai đầu gần và đầu xa ha. Tức là xương này nó không lành, cái này phải mổ ha. Rồi cái này mổ đặt nẹp, cái này đóng đinh nội tủy ha. Rồi đấy, nhanh cái này, cái này viêm xương ha. Này hơi khó, rồi đẩy qua nhanh đi. Rồi rồi ở đây nè, cái phim bên trái á, mình thấy nè, cái khe ha, cái mặt trong của mắt cá trong và cái xương sên á, thì cái khe khớp của nó cũng không có đều ha. Ở dưới thì nó rộng hơn ở trên ha, thì mình đo, nếu mà cái này nó lớn hơn 4 mm là nó có trật. Thì cái này là mình một cái trường hợp là bán trật ha, bán trật. Hồi nãy mình chưa có cái phim bán trật, thì trên này mình có thể đọc cái phim này bán trật ha. Khớp cổ chân cái trong nè, đứt cái dây chằng bên trong ha, đây là bán trật ha. Rồi cái này là trật khớp cổ chân ha. Cái này là trật khớp bàn ngón ha, một bàn ngón một.
đây cái phim này nó rõ hơn nè. Mình thấy cái khớp bên trong nó hở ra nhiều hơn. Đó là bán trật trật. Rồi. Rồi xong rồi, tới đây là hết rồi. Em có ý kiến gì không, có hỏi gì không, hay là giờ đói quá, nói hết nổi rồi. Dạ chắc không có ý kiến gì đâu thầy. Rồi. Nếu vậy thì thôi, mình bữa nay là xong, mình hết rồi, chấm dứt ha, mình chia tay. Rồi chúc mấy em là thi cử thì tốt ha. À, nếu mà tuần sau có rảnh thì vào mình sẽ tham gia với cái hành lớp đi năm ha. Tuần sau là kết hợp xương. Nếu mà không có gì thì thôi, bữa nay